hệ số công suất, hệ số hiệu dụng và hệ số phản kháng. Với việc sử dụng các thiết bị điện tử, những đại lượng xoay chiều cho các lưới điện ngày nay không còn hoàn toàn dạng sin mà chúng còn có những sóng hài. Ngày nay, người ta phân biệt giữa hệ số hiệu dụng hay còn gọi là hệ số lệch pha Coxphi và hệ số công suất lambda. Hệ số hiệu dụng Coxphi là tỷ lệ giữa công suất thực P và công suất biểu kiện S. Hệ số công suất lambda có giá trị cho tất cả đại lượng xoay chiều, cả tần số cơ bản và công suất phản kháng của các sóng hài. Trong khi đó, hệ số hiệu dụng Coxphi chỉ có giá trị với các điện áp và dòng điện có dạng thuần túy hình sin. Trong trường hợp dòng điện và điện áp thuần túy dạng hình sin, ta có Coxphi bằng lambda. Ví dụ, ta cần truyền tải công suất thực với hệ số hiệu dụng Coxphi bằng 0,5 đến 1 tải. Để thực hiện việc này, các máy phát điện, các trạm biến thế và mạng lưới phân phối điện cũng như lưới điện phải được thiết kế sao cho có thể tải 2 lần so với trường hợp Coxphi bằng 1 cho cùng công suất thực muốn truyền tải. Như thế, chi phí cho cả hệ thống gia tăng sẽ rất nhiều. Ta có thể cải thiện hệ số hiệu dụng bằng cách bù công suất phản kháng như hình. Tỷ lệ công suất phản kháng và công suất biểu kiến được gọi là hệ số phản kháng hay còn gọi là hệ số vô công.